Đường tình duyên của Kiều nó làm sao sao quá ha. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo hả ta? Thiệt tình đó. Hết chuyện cô Nguyệt ghét anh Lâm, xong rồi bây giờ ông Bình lại lù đù xuất hiện. Cái này, chuyện này là sao? Nghe giải thích. Anh nói là anh yêu tôi, xong giờ anh vợ thói trăng quan vậy, anh nghĩ tôi còn tin tưởng anh được nữa không? Kiều. Dạ. Nếu như thằng Bình không nói thì không biết đến bao giờ mẹ mới biết chuyện thằng Lâm nó lăng nhăng gái gú bên ngoài đó. Nếu như mà con tiếp tục níu kéo, không muốn chia tay thằng Lâm á, thì mẹ sẽ gặp chú Cường. Mẹ nói chú Cường không cho công ty thằng Lâm thuê ở đây nữa. Đây, ngân hàng, tiền bạc, nhà cửa, xe. Nếu Kiều đồng ý làm vợ Bình thì tất cả sẽ thuộc về Kiều. Kiều sẽ kiểm soát tất cả. Bình hứa sẽ không bao giờ lặng nhăng. Coi lượng thứ lượng trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế.